Mời bạn nữ ra sân khấu. Mời bạn nam. Ô. Rồi, chào trai. Dạ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn gái. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Em xin chào chị Cát Tường. Em xin chào tất cả quý vị khán giả. Em chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Từ Tiểu Phụng. Em sinh năm 1991, năm nay 28 tuổi. Từ Tiểu Phụng hả? Tên dạ. Rất lạ. Tên có vẻ phim Hồng Kông quá đó mà. Dạ, em quê ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Em làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm phụ tá nha khoa. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Lê Thanh Phong. Em sinh năm 1990, hiện đang là nhân viên của nhà hàng Nhật Maruya ở quận Nhất. Từ nhỏ giờ em cũng sống ở đây thôi. Em là tên Phong. Dạ. Bên kia tên Phụng. Phong Phụng. Dạ. Cũng hay nha. Cùng chữ phờ. Dạ, từ nãy giờ em mới vô em giới thiệu luôn rồi. Em quên chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Không sao. Dạ, đâu. Chào luôn bạn nữ bên ấy. Dạ, chào. Còn anh gì đâu, từ nào xong xuôi tới tối về nhớ khuya chào cũng được. Dạ, không được đâu anh. Còn dạ. Làm gì khác nữa không? Em hiện đang học tiếng Nhật. Lý okay. Do tại sao em chọn học tiếng Nhật? Thì sắp tới là bên Nhật sẽ có cái visa mới dành cho tu nghiệp sinh. Em là tu nghiệp sinh đã về nước. Em sống ở Nhật được 3 năm và em mới về nước khoảng 1 năm nay thôi ạ. Bên Nhật về dư khoảng nhiêu? Dư tiền không? Cái số vốn đó em đã xây 24 phòng trọ. Trời hả? Ơi. Trời, đi 3 năm mà xây 24 nhà trọ hả? Mai chỉ ra đi Nhật nha. Dạ. Quá dữ quá, luôn. Quá. Rồi, bây giờ mình nói bản thân của mình chút đi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì em gái? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng hả chị. Ừ. Điểm yếu của em thì rất là dễ hồi hộp, rất dễ đỏ mặt. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là có khiếu hài hước, đôi khi nó chọc người khác cười. Còn cái điểm yếu của em thì chắc cũng đôi khi cũng hay buồn thôi. Nhớ cái vụ 21 phòng trọ làm vui à. Có khách mướn ở hết chưa em? Dạ đủ hết rồi ạ. Trời, ngon, 21 phòng trọ ngon. Thì cái số phòng trọ đó em đang để cho mẹ quản lý để lo cho em của em đi du học. Ừ. Ồ, hay được quá đó. Có sự nghiệp, có tương lai là ổn rồi đó. Bây giờ nói về cái tình trường một chút xíu đi. Tình trường mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Trước Tết á là người nhà em có giới thiệu cho em làm quen với một anh. Nhưng mà chỉ nhắn tin làm quen vậy thôi. Có gặp mặt chưa? Dạ gặp mặt cũng đi chơi một hai lần vậy thôi. Chứ chưa có tình cảm nên không. À, chỗ trước đó là chưa có mối tình nào luôn? À, hồi xưa dạ giờ chưa, dạ chưa. Chắc tại vì em khép kín á chị, tóm lại là không có mở lòng nhiều. Mẹ em thì thích người học tuổi. Em muốn tìm bạn trai tuổi như thế nào? Sinh năm 90. Em trai sinh năm bao nhiêu cơn? Dạ em cuối năm 90 chị. Cuối năm 90 là sao? Dạ năm 90 đó chị. Vậy được rồi, năm 90 thì còn cuối năm 90 nữa thiệt. Ông này, mời bạn trai tình trường như thế nào? Dạ thì em đã trải qua ba mối tình. Hả? Ba mối hả? Ba mối anh. Mối dài nhất là dạ, nhiêu? Cái mối dài nhất là khoảng 3 năm. Khi mà học tiếng đến khi mà đi nước ngoài xong về mới chia tay. Thôi giờ ba mối tình em nhận ra là em thiếu sót điều gì để chia tay ba mối tình không? Cũng có dạy cho em là nên biết quan tâm người khác xíu. Tại khi em quen gái em cũng vô tâm lắm. Có người yêu không được vô tâm, có vợ là càng không vô tâm nữa. Hiểu không? Thì em nhận ra điều đó nên em mới ngồi đây nè. Nhớ nha, bắt đầu từ bây giờ là phải vô tâm nha. Ý phải có tâm, chứ quên. Bây giờ mẫu người lý tưởng của bạn gái là như thế nào nè? Dạ, mẫu người lý tưởng là phải cao hơn em. Cao hơn nhiều. Dạ, không hút thuốc. Có hút thuốc không em trai? Dạ, có ạ. À. Từ từ bỏ nha. Dạ. Dạ, uống rượu thì xã giao, uống bia thôi chứ đừng nhậu nhẹt quá. Ảnh mà uống mà em kêu xỉn xỉn cái anh xỉn luôn. Dạ. Với lại phải biết cách quan tâm khác. Đúng rồi, hồi nãy anh cũng có rút kinh nghiệm rồi đó. Em không thích người nói nhiều hơn làm. Tức là đừng có hứa mà không thực hiện. Rồi, bạn trai thì sao? Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Chung mà dễ thương. Em sợ nhất là khi về nhà mà thấy cái đống chén á. Em vô em đập luôn, bể đống chén có gì đâu. Rồi, cao trên 1m50. Tóc dài dài chút xíu là được rồi. Có cái gì em không thích ở người phụ nữ không? Rồi, chào em. Đi làm về đúng giờ, đừng có đi về khuya quá. Mấy giờ là khuya? Cũng cỡ 11 giờ đó chị. À, rồi bây giờ chừng nào thì đám cưới được? Cố gắng tìm hiểu rồi từ từ sẽ tính đến cưới. Về ở đâu, hai chồng ở đâu? Ở nhà em ạ. À, hiện tại đang ở chung với bố mẹ em cũng được ạ. À, nhà đông anh chị em không? Ba anh em. Dạ, anh thì ra ở riêng rồi, còn em với lại thằng em, mà thằng em thì nó đi du học Canada rồi chị. Hay quá ta, gia đình tiến bộ ha, chị thích rồi đó.
Thôi được rồi, để qua tôi gọi bạn gái bên đó coi sao. 21 phòng trọ ha. Trời anh nhắc lại anh. Đàn trai qua coi mắt đàn gái đây. Dạ. Hello trời ơi. Chào anh. Thôi. Xinh gì mà xinh dữ vậy? Dạ. Cảm ơn. Ý. Dạ. Ý. Bây giờ em nghe em thấy cảm giác anh bên này như thế nào? Dạ em cảm thấy anh bên đây cũng vui tính. Vui tính lắm. Dạ. Nói chung cũng cố gắng. Anh này cao lắm, hồi nãy nói là em nói 1m7 đúng không? Nó là bao luôn. Rồi, tốt. Đàn trai chịu đàn gái rồi nha. Mở rào. Dạ, xin chào anh ạ. Chào em, nay anh có món quà tặng em. Cảm ơn. Trời, hai đứa cao. Hai đứa đẻ con đẹp lắm à. Dạ em gửi anh cái bình nước mình đi làm mình có thể sử dụng. Cảm ơn em. Chào em. Dạ chào anh. Thì anh nhìn thấy em muốn sốt luôn à. Dạ. Biết nói chuyện ghê. Dạ, em thích thường thường là em thích làm những gì những ngày nghỉ? Em hay với đứa em hay đi chơi với nhau đúng không? Em có thích đi du lịch không? Dạ cũng thích. À, em biết nấu ăn không? À, dạ không. Em nghĩ sao nếu mốt em rửa chén anh nấu cơm? Chắc được. Anh thì anh biết nấu ăn nhưng mà anh không biết rửa chén, anh là biến thử. Vậy là anh nấu ăn đúng không? À, thì hôm nào rảnh thì anh muốn mời em đến nhà hàng của anh ăn một bữa. Ủa nhà hàng của anh luôn hả? À, dạ không, nhà hàng chỗ anh làm. Trời chị mắc lỗi em ghê quá. Vô chuyện yêu đương đi, hẹn hò yêu đương nè, hôn nhân nè. Anh có thể tìm hiểu em được không? Một lát mình em sẽ trả lời. Giờ anh thấy em cũng dễ thương á. Dạ cảm ơn anh. Sao ta? Nói chung là anh nhìn thấy em là anh cũng ngại ngại. Ngại gì? Có gì đâu ngại. Lâu lâu mới được gặp gái chị Cát Tường. Gì gặp gái? Gặp bạn gái gì? Ta gặp bạn gái. Dạ. Tương lai em có thể về nhà anh sống không? Nếu mà lấy chồng thì phải theo chồng thôi, đương nhiên rồi. Còn em không biết em có thể làm dâu tốt được hay không thì lúc đó thì mình do sẽ từ từ. Sao em thích trai hay gái hỏi coi. Em tính xin mấy đứa? Ví dụ như vậy. Cái quá gia đình là hai, chỉ hai là đủ đó anh. À, một chồng hai con vợ chồng hạnh phúc. À, một chồng hai con vợ chồng hai con vợ chồng hạnh phúc. Anh ngắt lộn chỗ. Đừng nói lộn nhau. Anh ngắt lộn chỗ. Nguy hiểm à nha. Anh ngắt lộn chỗ. Trời đất ơi. Thì bây giờ anh mong được có câu trả lời của em. Bây giờ muốn phải thuyết phục người ta, giờ hát tặng người ta một bài hát hay là tỏ tình người ta hay gì đó, làm gì đi chứ. Bây giờ anh hát tặng em một câu được không? Dạ. Gì ta? Làm gì mà ông quíu tay, quíu chân, ông dạ, móc em quíu, tráng, móc quần mũi. Em ướt hết này chứ. Cái gì quần ướt hết? Dạ, không có, ý em nói mồ hôi. Gái tùm lum hết rồi đó. Thôi hát đi kìa. Dạ. Và nếu như anh được làm mây bay cùng với gió siêu nhau đến nơi tận cuối chân trời, ngày tháng bên nhau không rời xa đâu, dù phong ba cầm tay nhau vươn lên trên muôn ngàn, đừng để đôi ta phải rời xa nhau, đừng rẽ lối vì anh chỉ muốn yêu mãi một người, hãy để cho anh được gần bên em và cùng sánh bước, tình yêu ta sẽ không xa cách rời, là gió cùng với mây. Đã cố gắng hết sức rồi. Dạ. Bây giờ nói một câu một để thuyết phục em gái có thể bấm nút với mình. Bấm nút nhà em, bấm nút nhà em, bấm nút nhà em. Trời ơi. Nói từ trái tim chứ phải bấm nút đi em. Kể từ bây giờ hôm nay sau chương trình anh muốn được tìm hiểu em. Anh mong là có cơ hội hai đứa sẽ về chung một nhà. Đó. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Trời ơi, bản lĩnh quá chứ. Nãy giờ mình có thể nói vui, mình có thể đùa một chút xíu. Dạ. Nhưng đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình có rung động với người đối diện hay không. Rồi, hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, rồi, cao dữ, nắm tay nhau đi hai bạn. Mọi người thấy cặp đôi này hợp không? Rồi. Rất hợp lý. Chào bác gái. Rồi xin chào phép gái. Hung.
xin bác gái cho con được phép hẹn hò với em. Tên gì? Em tên gì? Tên gì? Quên rồi. Từ từ anh, từ từ anh. 3, 2, tên bấm. Tên bấm hả? Dạ anh nghe, em nghe anh đếm. Trời đất ơi. À Phụng, nó là hai chữ B, ăn phở. Trời ơi. Dễ nhớ. Rồi xin phép hung kìa. Dạ con có thể hung bé Phụng một cái được không ạ? Anh có thể hung em một cái được không? Dạ, dạ.